chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta linh hồn không sinh ra cũng không chết linh hồn là một thực thể vĩnh viễn hiện tượng sinh diệt này là của bản ngã đó là bản ngã được sinh ra và nó là bản ngã chết đi trên thực tế linh hồn hoàn toàn không chết cái chết xảy ra khi tất cả các bài tập nghiệp chướng của cuộc đời của một người kết thúc bất cứ điều gì người đó đã ràng buộc cho cuộc sống hiện tại đều kết thúc và do đó cái chết xảy ra điều gì xảy ra sau khi chết linh hồn rời khỏi cơ thể này và đi vào cơ thể khác ngay lập tức khi nó rời khỏi một cơ thể nó cũng đồng thời hiện diện trong một tử cung khác Điều này xảy ra đồng thời và thời điểm kết hợp của tinh trùng và trứng khi đến lúc linh hồn rời khỏi một thể xác thì hoàn cảnh và sự kiện ở đầu kia cũng đang diễn ra việc tiếp nhận linh hồn. Do đó, sau khi cơ thể chết, linh hồn sẽ chuyển thẳng vào một phôi thai khác. Vì vậy, không cần phải lo lắng về những gì xảy ra sau khi bạn chết sự tái sinh của một người dựa trên mong muốn và đam mê của người đó hiện diện trong người đó vào thời điểm người đó chết nhưng khi người đã chết có những điều ước như vậy những điều ước như vậy vào phút cuối không thể được tạo ra chúng xảy ra như một hệ quả của bản cân đối kế toán đó là bản cân đối của toàn bộ cuộc sống của người đó sẽ xuất hiện trong giờ cuối cùng trước khi người đó chết và chính bản cân đối này xác định người đó sẽ bước vào dạng sống nào nếu một người đã tích lũy trong cuộc sống của mình bằng cách lấy đi những gì không hợp pháp thuộc về mình dù là tiền bạc hay tình cảm người đó chuyển kiếp thành động vật nếu người đó sống tử tế và nhân đạo người đó sẽ trở lại trong hình dạng con người những ai phá hủy nhà cửa và cuộc sống của mọi người vì lợi ích của riêng mình sẽ bị xa vào địa ngục những người có phẩm chất siêu phàm mặc dù bị người khác làm tổn thương không trả thù và vẫn nhân từ sẽ được lên cõi cao một câu hỏi được đặt ra mất bao lâu để linh hồn rời khỏi một cơ thể và nhập vào một cơ thể khác không có thời gian khi nó rời khỏi một cơ thể nó cũng đồng thời hiện diện trong một tử cung khác điều này xảy ra đồng thời với thời điểm kết hợp của tinh trùng và trứng khi đến thời điểm linh hồn rời khỏi một cơ thể hoàn cảnh và sự kiện ở đầu kia cũng đang diễn ra việc tiếp nhận linh hồn do đó sau khi cơ thể chết linh hồn sẽ chuyển trực tiếp vào một phôi thai khác vì vậy không cần phải lo lắng về những gì có thể xảy ra trong thời gian phía trước một câu hỏi tiếp theo vào thời điểm chết liệu chúng ta có thể biết liệu linh hồn đã khuất đã có được một dạng sống cao hơn hay không nếu một người lo lắng về gia đình của mình trong những giây phút cuối cùng của cái chết chúng ta nên nhận ra rằng người đó bị ràng buộc với một dạng sống thấp hơn đây là tất cả những đau khổ được mời gọi nhưng nếu nhận thức của người đó được cố định vào linh hồn người đó sẽ đi đến một dạng sống cao hơn khi bạn có một người thân sắp qua đời cách tốt nhất để chuẩn bị cho người thân của bạn một cái chết êm đềm là gì để loại bỏ nỗi đau của cái chết một điều đơn giản bạn có thể làm là có một ngọn đèn đốt liên tục 24 giờ trong ngày bên cạnh người đó. Điều này tạo ra một luồng khí nhất định để bản chất thay đổi sống và chết được tiếp nối. Một điều khác bạn có thể làm là thiết lập một số âm thanh về đức tin với âm lượng rất nhẹ. Việc có một ngọn đèn và một bài tụng ca đơn giản nên tiếp tục đến 14 ngày sau khi một người được xác nhận là đã chết bởi vì người đó có thể đã chết về mặt vật lý nhưng không phải là chết hiện sinh người đó chưa chết hoàn toàn cái chết diễn ra từ từ quá trình rút lui của quá trình sống khỏi khối đất này cơ thể xảy ra từng bước với mọi mục đích thực tế hoạt động của phổi tim và não đã ngừng hoạt động nên chúng được tuyên bố là đã chết nhưng thực tế vẫn chưa phải như vậy ngay cả khi cơ thể của người đó bị cháy người đó vẫn chưa chết bởi vì sự chuyển động của người đó vào cõi khác vẫn chưa bắt đầu vì vậy điều đầu tiên được thực hiện khi ai đó chết là bất cứ thứ gì tiếp xúc mật thiết với cơ thể của họ những quần áo đồ trang sức mọi thứ được phân phát không chỉ cho một người mà cho nhiều người trong vòng ba ngày mọi thứ được phân phối nhanh nhất có thể nếu bạn đưa kỷ vật có ý nghĩa quan trọng đối với họ cho ai đó họ sẽ đến đó vì năng lượng của cơ thể họ vẫn tồn tại những điều này được thực hiện không chỉ để giải quyết cho người chết mà còn để giải quyết cho gia đình và người thân để họ hiểu rằng nó đã kết thúc ngay cả khi kẻ thù của bạn đang hấp hối ngay bây giờ bạn phải tạo ra một bầu không khí yên bình cho người đó khi ai đó sắp chết, mọi thứ đã kết thúc. Đó là lý do tại sao khi bạn nhìn thấy người chết không được đối xử tôn trọng, có cái gì đó trong bạn rung động, không quan trọng người đó đã sống như thế nào, ít nhất điều đó phải diễn ra tốt đẹp. Đối với một người nhận thức được sự sống và cái chết, không phải là sự xuất hiện riêng biệt. Chúng tồn tại trong mọi hơi thở và mọi khoảnh khắc. Cái chết không phải là điều gì đó sẽ xảy ra với bạn vào một lúc nào đó trong tương lai nó xảy ra với bạn mọi lúc nếu bạn nhận thức được trong mọi khoảnh khắc thì cả sự sống và cái chết đều có liên quan nếu bạn càng thở càng có ý thức bạn sẽ nhận thấy mỗi lần hít vào đều có sự sống mỗi lần thở ra đều có cái chết mọi khoảnh khắc mọi khoảnh khắc nó đang xảy ra nó giống như tiếng đồng hồ đánh dấu sự sống và cái chết và chúng ta đã chuẩn bị gì cho cái chết của chính chúng ta tất cả chúng ta đều muốn được chia những quân bài tốt với hy vọng rằng chúng ta có thể làm chủ mọi thử thách nảy sinh trong cuộc sống của mình tuy nhiên trên thực tế chúng ta chỉ có thể chơi những quân bài mà mình có điều này đặc biệt quan trọng khi chúng ta phải đối mặt với những thách thức lớn trong cuộc sống và có lẽ còn hơn thế nữa khi những thách thức đó gắn liền với cái chết sắp xảy ra của chính chúng ta những thử thách và mất mát liên quan đến cái chết là không thể tránh khỏi bởi vì chúng ta là những sinh vật phàm trần và cuộc sống của chúng ta là hữu hạn chúng ta không thể thoát khỏi những thử thách như vậy chúng ta chỉ có thể quyết định cách chúng ta sẽ đối phó với chúng và chúng ta có đặc ân là có thể đưa ra quyết định như vậy trước thời hạn thái độ của bạn là tùy thuộc vào bạn bạn có thể quyết định bạn sẽ sống như thế nào trong thời gian hiện tại dành cho bạn bạn sẽ làm cho ngày hôm nay được ý nghĩa khi bạn suy ngẫm về cái chết của chính mình nếu vậy bạn sẽ làm điều đó như thế nào quyết định nào sẽ tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của bạn và cuộc sống của những người bạn yêu thương ngay lúc này bạn có thời gian để có thể suy nghĩ và đoán trước cái chết đang ở phía trước của bạn bằng cách này bạn có thể suy ngẫm về cuộc sống của mình nắm bắt những cơ hội mở ra cho bạn và chuẩn bị cho bản thân và những người bạn yêu thương ít nhất một phần cho tương lai làm cho ngày hôm nay có giá trị liên quan đến việc đối phó với những thách thức và khả năng được đưa ra cho bạn giải quyết bất kỳ công việc kinh doanh chưa hoàn thành nào có thể quan trọng đối với bạn và làm như vậy theo bất kỳ cách nào bạn có thể chọn sau tất cả đây là cuộc sống của bạn mà bạn đang sống bạn không thể kiểm soát tất cả các khía cạnh của nó nhưng bạn có thể ảnh hưởng ít nhất một số khía cạnh và bạn có thể tiếp tục hy vọng và có đủ can đảm để chia sẻ những lời nói tận sâu trái tim mình với những người bạn yêu thương. Đừng ngừng sống trước khi cuộc sống của bạn kết thúc. Sống cuộc sống của bạn trọn vẹn nhất cho mỗi ngày. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể tương tác trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.